thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Vào, ra. Thở vào, tôi thấy bụng tôi phình lên. Thở ra, tôi thấy bụng tôi xẹp xuống. Vào, thấy bụng phình lên. Ra, thấy bụng xẹp xuống. Thở vào, tôi buông thư toàn thân. Thở ra, tôi mỉm cười và chỉnh tôi. Vào, buông thư toàn thân. Ra, mỉm cười. Thở vào, tôi thấy nhẹ. Thở ra, tôi thấy khỏe. Vào, ra. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại thiền đường Đại Đồng của tu viện Bích Nham trong khóa tu mùa xuân. Ngồi thiền là một cái cơ hội để mình trở về nghỉ ngơi trọn vẹn cả thân và tâm. Và ngồi thiền là để mình trở về và chỉnh mình bằng cách mình mời gọi cái ý thức chánh niệm của mình trở về. Khi mình thở vào một hơi thật dài á, thì mình biết rằng mình đang thở ra vào một hơi thật dài. Và khi mà mình thở ra một hơi thật dài, thì mình biết rằng mình đang thở ra một hơi thật dài. Và khi mà những cái tâm hành buồn giận, khổ đau, lo lắng, nó đi lên ở trong mình, thì mình biết rằng những cái tâm hành đó đang có mặt ở trong mình. Và mình nhận diện chúng. Và mình nói rằng tôi đang có mặt cho bạn đấy.
Và mình thở vào một cái hơi thật là nhẹ nhàng. Và thở ra một cái hơi thật là nhẹ nhàng. Bởi vì những cái tâm hành đó là một cái năng lượng. Mà một năng lượng thì mình không có thể dập tắt nó được. Mà năng lượng là mình phải chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên ngồi thiền là mình thượng lãm được cái hơi thở và mình buông thư. Và mình nghỉ ngơi trọn vẹn. Trong xã hội mà chúng ta đang sống ở đây, có rất nhiều căng thẳng, rất nhiều lo lắng, rất nhiều bon chen và bận rộn. Có những người trong chúng ta đi làm việc mỗi tuần như vậy, 7 ngày một tuần, tức là không có ngày nghỉ. Và có những con người đang còn chật vật về thiếu thốn. Cho nên những cái phút giây mà mình được ngồi thật yên, đó là một cái phút giây rất là hạnh phúc. Và có những con người xung quanh, những người bạn, những người thân của chúng ta, họ chưa bao giờ biết ngồi cho thật yên. Để thượng lãm những gì mà mình đang có. Và đôi khi trong cuộc sống quá nhiều căng thẳng, quá nhiều bận rộn và bon chen, quá nhiều đau khổ. Cho nên mình ước muốn rằng mình sẽ tìm một cái thế giới nào đó, ở đó sẽ có bình an, sẽ có hạnh phúc. Nhưng cái thế giới đó mình sẽ tìm ở đâu? Mình phải tìm ngay nơi đời sống mà mình đang sống. Mình không thể loại trừ những con người làm cho mình khổ ra khỏi cuộc đời của mình được. Mình không thể loại trừ cái xã hội này ra khỏi cuộc đời của mình được. Bởi vì khi mà mình tu học, mình nhìn cho sâu sắc vào chính bản thân của chính mình đó, thì mình thấy trong mình vẫn còn những cái vùng về, những cái yếu kém và những cái giận hờn trách móc. Khi mà mình thấy được chính mình như vậy á, thì mình thấy người kia cũng có những cái giận hờn trách móc, những yếu kém và vùng về. Cho nên mình phát ra được cái tình thương, cái sự cảm thông. Cũng bởi vì mình nhìn thấy rác, cho nên mình thấy hoa rất là đẹp. Bởi vì mình thấy mùa đông kéo dài đến 4-5 tháng, trời rất là lạnh, cây cối trơ cành và trùi lá. Cho nên mình thấy mùa xuân rất là đẹp, cây cối xanh tươi, có nhiều bóng mát, có nhiều loài hoa khoe sắc. Vậy chúng ta sống như thế nào giữa cuộc đời này để mỗi ngày chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, có an lạc hơn và có nhiều niềm vui hơn? Đó là điều mà con muốn chia sẻ với cùng với đại chúng trong buổi sáng hôm nay. Đức Thế Tôn đã từng dạy cho chúng ta rất là nhiều bài kinh để cho chúng ta học và thực tập
cho người cư sĩ tại gia cũng như cho chúng xuất gia. Và hôm nay con chỉ xin chia sẻ một đoạn ngắn trong cái bài kinh Hiền Pháp Lạc Trú. Đức Thế Tôn từng dạy: đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Hãy sống cho sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Trong mỗi chúng ta ai cũng có những cái quá khứ, trong đó có những niềm vui ở cùng cha mẹ, cùng bạn bè, và những cái niềm vui đó chúng ta mang theo trên cái chặng đường đời này. Và mỗi lần chúng ta nghĩ đến những cái niềm kỷ niệm đẹp đó thì trong mỗi chúng ta tự mỉm cho mình một cái nụ cười, đúng không? Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái nỗi khổ niềm đau. Có nhiều con người ở trong chúng ta bị người ta nói cho mình một câu nói thôi làm cho mình rất là đau, và mình buồn từ ngày này sang ngày khác, và có nhiều người buồn từ năm này sang năm khác, và có nhiều người từ nói với mọi người rằng tôi sẽ nhớ câu nói này hoài. Người Việt Nam có câu nói đó là sống để già mà chết mang theo. Và mỗi lần mà khi mà ai mà nhắc đến con người đó thì trong tâm hành của mình rất là bực bội, rất là khó chịu. Bởi vì mình muốn loại cái con người đó ra khỏi cuộc đời của mình. Và bên cạnh đó, trong mỗi chúng ta cũng có những cái vết thương của quá khứ về thể xác. Cho nên nó làm cho cái trái tim của chúng ta không mở được với mọi người. Chúng ta sống trong nỗi cô đơn, thất vọng và nhìn mọi người một ánh mắt rất là sợ sệt. Nhưng chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta phải ngồi xuống mà nhìn lại cho kỹ. Mình sinh ra trong cuộc đời này để làm cái gì? Tại vì sao mà mình nghe người ta nói một cái câu nói an vui, một cái câu nói hạnh phúc thì mình nở nụ cười và mình thấy hạnh phúc? Nhưng mà người ta nói mình một cái câu nói không có ai ngờ thì mình lại đau suốt mấy ngày, mấy tháng, mấy năm như vậy. Khi mà chúng ta nghĩ được điều đó thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta sống cho cân bằng. Có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta vô tình hoặc vì thiếu hiểu biết, thiếu thương yêu, cho nên mình làm cho những người thương của mình buồn, đau và thất vọng về mình. Và khi đó người đó đã đi xa, không còn ở với mình nữa, hoặc người đó không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, thì mình thấy rất là hối hận,
có một cái anh chàng nọ được sinh ra trong một cái gia đình bình thường. Nhưng anh được cha mẹ của anh rất là cưng. Và anh học rất là giỏi. Những tháng ngày mà anh đi học thì đều có giấy khen cả. Nhưng mà đến khi mà anh học xong cấp 2 á, thì bắt đầu anh mới thích chơi game. Và cái sự truyền thông của anh và gia đình á, nó một ngày một xa cách. Bởi vì những cái lúc đó ba mẹ khuyên răng anh thì anh đều cảm thấy rất là ngột ngạt, cảm thấy mình rất là bị gò bó. Cho nên suốt ngày anh cứ đi học, chơi game. Và nhiều lúc một tuần như vậy, cả cha và mẹ anh không còn ngồi lại cùng với nhau ăn một bữa cơm nữa. Rồi có một ngày đó, anh và cha mẹ anh trao đổi nói chuyện với nhau, thì anh cảm thấy sao mà ngột ngạt quá vậy là. Và anh không hài lòng về cha mẹ của mình. Cho nên anh xách gọi ra đi. Anh rời gia đình và anh không còn liên lạc đến với gia đình nữa. Vậy là một cái thời gian trôi qua thì người mẹ ở nhà rất là ngóng trông con. Và một thời gian sau thì người mẹ bệnh và qua đời. Thì xong một thời gian thì anh biết được tin mẹ mình bị bệnh và qua đời. Thế là anh hốt hạ chạy về nhà. Nhưng mà khi anh chạy về nhà thì người mẹ anh không còn nữa, mà chỉ còn ở tấm hình ở trên tường mà thôi. Vậy là anh khóc và anh hối hận rất là nhiều. Bởi vì anh nghĩ rằng anh đã làm cho mẹ buồn, anh đã làm cho mẹ đau, cho nên mẹ mới mất sớm. Và có một cái hôm đó, anh vào phòng của mẹ. Anh vào phòng, anh cố tìm lại những cái vật, những cái kỷ niệm của mẹ. Thì anh thấy trong phòng có một cái cuốn sổ nhật ký của mẹ viết. Thì trong cuốn sổ đó, có đoạn người mẹ đã từng viết như thế này. Con trai của mẹ, con có biết hay không? Ngày mà con chào đời, đó là ngày mà ba mẹ hạnh phúc nhất. Rồi qua những trang sau thì có một đoạn người mẹ lại viết. Mẹ thật tự hào về con. Bởi vì con học rất là giỏi, rất là nghe lời. Tiếp thêm một đoạn trong cái cuốn nhật ký đó nữa, thì người mẹ viết rằng: mẹ thật xin lỗi con, bởi vì mẹ không đủ hiểu con, đủ thương con, cho nên mẹ không giữ con ở lại bên con được. Nhưng mẹ tin rằng một ngày nào đó con sẽ trở về bên mẹ và con và mẹ sẽ hiểu nhau.
Thì khi mà anh đọc những cái trang nhật ký đó thì anh khóc rất là nhiều. Anh cảm thấy hối hận rất là nhiều. Và những ngày sau đó anh sống trong nỗi đau buồn. Thì trong số những người bạn của anh á, có một người bạn đến rủ anh đi chơi. Nói đi chơi nhưng thật sự rủ anh đến một cái tu viện để thực tập. Anh này thì anh không có bao giờ đến chùa cả, à, đến tu viện cả. Và anh không biết sự thực tập là gì cả. Cho nên anh cảm thấy rất là mới lạ đối với anh. Nhưng sau một hồi đắn đo và suy nghĩ ấy, với cái sự thuyết phục chân tình của người bạn ấy, thì anh này đi cùng với người bạn. Khi đến tu viện tu được 3-4 hôm ấy, thì anh tham vấn với quý thầy, quý sư cô. Làm sao mà con có thể sống có đủ bình an và đủ mặc cảm, bởi vì con thấy con là người có tội, bởi vì con đã làm cho mẹ con buồn. Những ngày này con sống rất là ráy rứt lương tâm. Thì chúng tôi mới chia sẻ rằng đó, thật sự trong đời sống chúng ta ai cũng có từng lầm lỗi, ai cũng có từng vùng về. Có điều chúng ta nhận thấy những cái vùng về, những cái lầm lỗi đó để chúng ta sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn mà thôi. Thật sự người mẹ của anh chưa bao giờ chết, bởi vì người mẹ của anh đang sống ở trong anh. Người mẹ của anh có thể sống 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi hay là 80 tuổi. Và người mẹ của anh đã biểu hiện của anh rồi. Bởi vì anh nhìn cho thật kỹ thì trong cái dòng máu, trong những cái tế bào của anh đang có những cái tế bào, những cái dòng máu của mẹ. Bởi vì trong những cái tâm nguyện của người mẹ đang có ở trong anh, có điều anh có nhận ra để làm người mẹ trong anh vui tươi hay không? Người mẹ trong anh lúc còn sống mong cho anh có cuộc sống hạnh phúc, có đủ yêu thương, đủ hiểu biết. Nhưng mà mình chưa hiểu vùng dài. Bây giờ mình hãy sống ngay cái, trong cái giây phút hiện tại cho có ý nghĩa. Những gì mà mẹ mình làm chưa được thì mình phải làm. Và cuộc đời này còn rất nhiều con người, rất nhiều thứ cần đến anh. Chứ anh có thể giam hãm mình trong một cái căn phòng, sống những ngày u buốt, những ngày u buồn như vậy được. Mình phải sống cho tốt, phải làm việc cho tốt. Có những con người đang cần mình rất là nhiều. Một nụ cười từ ái, một cái nhìn bao dung mà thôi cũng đủ làm cho mọi người hạnh phúc rồi. Mình sống tốt, đến ngày Chủ nhật mình đến những cái trại dưỡng lão, những cái trại mồ côi, mình đâu có cần nhiều đâu. Một cái bó hoa tặng cho các cụ, hỏi các cụ 5 câu. Như vậy có bao nhiêu người mẹ được hạnh phúc. Các em trẻ mồ côi còn thơ ngây, mình đến mình chơi, mình mua những gói kẹo với em, mình đã giúp được rất là nhiều người. Cho nên mình muốn người mẹ mình còn mãi trong trái tim của mình tốt đẹp,
thì mình sống trong đời sống hàng ngày cho tốt đẹp, cho có ý nghĩa. Không những trong tình mẹ, tình cha, mà tình vợ chồng cũng vậy. Chúng ta thường hay so sánh những cái kỷ niệm, những cái tình cảm của quá khứ để nói về trong hiện tại. Nhưng mà khi mà chúng ta càng so sánh thì chúng ta làm đau lòng nhau. Có một cái vị Phật tử đó tới hỏi quý thầy: bạch thầy, cái thời gian mà chúng con mới quen nhau thì rất là khó khăn, bởi vì gia đình không có cho phép. Nhưng mà với cái tình thương và hai đứa đủ hiểu nhau cho nên chúng con được cha mẹ chấp nhận để trở thành một đôi vợ chồng. Và những năm đầu chúng con sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà những năm sau thì con thấy rất là ngột ngạt. Bởi vì con thấy càng ngày chúng con không có đủ hiểu nhau, không đủ cảm thông và không có dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Và con thấy anh thay đổi rất là nhiều. Ngày trước mới yêu nhau, mới cười nhau thì cái gì cũng được cả. Chiều thứ bảy nào cũng đi shopping mua sắm cả. Hai vợ chồng cũng đi cả. Nhưng mà bây giờ anh mà đi về là anh ngồi lên ghế sofa, anh đọc báo. Con thì đi nấu ăn. Và đến con muốn đi shopping thì anh nói thôi em đi một mình cũng được, chứ anh mệt quá. Và còn những cái chuyện nó liên tục xảy ra như vậy nữa. Thì thầy có cái cách nào để cho chúng con sống hòa hợp và thương yêu nhau không? Thì thầy nói là thầy không có cái cách nào hết. Không có cách nào hết. Bởi vì anh chị yêu nhau quá say đắm như vậy mà phải có cách chứ. Thì con mới chia sẻ rằng là khi nào mà cái trái tim của mình đó, mở ra và mình muốn cho người bạn của mình hiểu mình đó, thì mình cần phải thực tập trước. Thay thế mình so sánh cái thời quá khứ có những cái kỷ niệm đẹp, bây giờ anh có những cái tật xấu như vậy á, thì mình phải làm cái cách nào đó để cho cái không khí gia đình nó ấm cúng. Thay thế mình ngồi đó mình than vãn, mình trách móc, thì mình phải tạo ra những cái bữa ăn cho thật đầm ấm. Rồi thay thế mình cằn nhằn khi mà mình mời chồng mình không đi shopping với mình á, thì mình phải lên cái lịch trình hai vợ chồng ngồi lại với nhau. Mình đi du lịch chỗ này anh nhé. Hay là mình nói ra những cái lời mà mình không hài lòng về nhau. Chứ mình ngồi đó mình so sánh cực, thì càng so sánh thì làm cho cái lòng tự trọng của mọi người nó càng lớn lên mà không có giải quyết được vấn đề gì hết. Và mình có một cái viên ngọc ở trong tay của mình đó. Mỗi lúc mà vợ chồng mà mình có khó khăn với nhau đó, thì mình phải đưa cái bàn tay của mình lên mà nhìn. Khi mà quý vị yêu nhau
và cử nhau là mỗi người có đeo một chiếc nhẫn đúng không? Đeo một chiếc nhẫn, quý thầy quý cô thì cũng có chiếc nhẫn. Thì khi mà mình dừng người chồng người vợ của mình đó, thì mình đưa cái bàn tay lên, mình lên, thì trong cái bàn tay của mình có một cái chiếc nhẫn. Và chiếc nhẫn đó cái ý nghĩa là gì mình có biết không? Mình còn nhớ lại cái chiếc nhẫn mà ngày đầu tiên mình trao cho nhau không? Cái chiếc nhẫn đó làm bằng vàng, bằng bạc. Thì cái chất lượng của đó, của chiếc nhẫn đó nó không có thay màu. Thì cũng giống như cái tình cảm giữa người vợ và người chồng sẽ phát nguyện, sẽ sống với nhau cho trọn đời. Cái chiếc nhẫn nó tròn mà tại sao không méo, không vuông? Bởi vì chúng ta hứa với nhau rằng dù cái cuộc sống này có nhiều khó khăn, có nhiều gian nan và thử thách, nhưng chúng ta sẽ cố gắng vượt qua để cái tình cảm giữa chúng ta mãi tròn như chiếc nhẫn này. Mình còn nhớ lại cái những cái lời nguyện mà khi mà mình cầm tay nhau để trao chiếc nhẫn mà không? Khi mà mình nhớ đến những cái lời nguyện, những cái giây phút hạnh phúc đó, thì cái lòng mình sẽ dịu xuống. Và rồi mình sẽ nói cho người bạn mình nghe. Mình nói cho người bạn mình nghe bởi vì bằng cái trái tim của mình. Chứ mình đừng có đặt câu hỏi bởi tại vì. Tại sao tôi phải làm như vậy? Người kia có lỗi mà. Mình hãy đến với nhau bằng trái tim của thuở ban đầu. Mà nếu mà mình không có cái đủ cái cam đảm để ngồi đó nói những cái khó khăn trong cuộc sống cho nhau nghe, thì mình vẫn còn có cách. Mình ngồi xuống, uống một chén trà hay uống một ly cà phê cho bình an. Rồi mình viết xuống những cái tâm tình của mình cho người thương của mình. Cái chuyện đó đâu có khó đâu quý vị. Thì cái tình cảm gia đình nó sẽ có sự chuyển biến. Có một cái vị thầy cùng với các môn đệ đi chơi trên một cái dòng sông rất là đẹp. Thì ông thầy và các môn đệ đi một đoạn á, thì thấy trên cái dòng sông có một cặp vợ chồng, họ đang la nhau rất là dữ. Thì ông thầy ông mới hỏi về các môn đệ á, tại sao mà họ la nhau nhiều như vậy? Thì các môn đệ của ông mới trả lời: dạ bạch thầy, họ mất bình tĩnh. Thì ông thầy ông mới hỏi: tại sao họ mất bình tĩnh? Tại sao họ ngồi trên một chiếc ghế đá gần nhau như vậy mà họ phải hét ầm lên như vậy? Thì các môn đệ ai cũng có câu trả lời hết. Nhưng mà các câu trả lời của các môn đệ ông không có đúng cái ý của ông. Cho nên ông mỉm cười, ông nói: bởi vì khi đó cái khoảng cách họ rất là xa. Vậy khi họ yêu nhau thì thế nào? Thì ông mới nói tiếp: khi họ yêu nhau thì khoảng cách rất là gần. Họ nói nhỏ nhỏ nhưng mà cũng đủ nghe. Và đôi lúc không cần nói nữa, hai mắt nhìn nhau thế đủ rồi. Ánh mắt thay cho lời muốn nói.
cái gì cũng cảm thông, cái gì cũng yêu thương, cái gì cũng trìu mến hết. Bởi vì lúc đó hai trái tim của họ nó gần nhau, nó gần như hòa vào một nhịp đập. Họ dễ tha thứ, họ dễ chấp nhận. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau của quá khứ? Bởi vì có những cái quá khứ, cái nỗi khổ, niềm đau của chúng ta quá lớn mà mình chưa cái đủ sự thảnh thơi, sự an lạc để cho nỗi khổ niềm đau đó lắng dịu. Vậy mình phải làm gì? Trước hết, mình phải khởi cái tâm từ bi đến với người đó. Đây là một cái việc rất là khó. Bởi vì khi mà người mà làm mình khổ, mình tìm một cái điểm tốt ở người kia rất là khó. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta thực tập là chúng ta chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau để trở thành an lạc và hạnh phúc, để đời sống của chúng ta ngày càng có ý nghĩa hơn. Tu là như vậy thôi. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta phải khởi cái niềm tin yêu, cái lòng từ bi đến với người kia. Bởi vì mình biết rằng người kia họ cũng đang có những cái nỗi khổ niềm đau. Có thể họ sinh ra trong một cái gia đình thiếu cái tình thương, hiểu biết. Có thể họ sống trong một cái xã hội, một cái công việc quá nhiều áp lực. Cho nên họ hành xử, họ nói năng với mình không có khéo léo. Cho nên mình đau. Cho nên thôi, mình hãy buông xuống những cái giận hờn. Mình khởi cái lòng thương đến với họ. Bởi vì ở đó mình có cái sự cảm thông. Và khi mình đã có cái sự cảm thông rồi, thì trong đó mình có cái sự chấp nhận. Và điều thứ hai nữa là mình phải mở lòng của mình ra để hòa nhập với cuộc sống, với thiên nhiên. Mình đừng có tự giam hãm mình trong một cái căn phòng, trong một cái thế giới riêng biệt của chính mình. Bởi vì mình mà càng giam hãm, càng sống với những cái nỗi khổ niềm đau của mình mà không hòa chung với cuộc sống hàng ngày, thì mình đang sống trong những cái ngày tháng của địa ngục. Cho nên khi mà chúng ta càng hỷ xả, càng buông xuống những cái tâm hành lo âu, giận hờn, trách móc, thì đời sống của chúng ta càng nhẹ nhàng hơn. Điều thứ hai Đức Thế Tôn từng dạy đó là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Điều thứ hai Đức Thế Tôn dạy là đừng tưởng tới tương lai. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những cái ước mơ, có những cái hoài bão, có những cái dự định. Những ước mơ, những hòa bảo, những dự định, đó là cái nhựa sống để cho chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn.
Bởi vì nếu mà chúng ta sống không có hoài bão, không có ước mơ, không có vươn tới một cái tương lai, thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta rất là vô vị, đúng không? Không có cái mục tiêu để phấn đấu. Nhưng làm thế nào mình đưa những cái ước mơ, những cái hy vọng, những cái dự định đó nó thực tế trong cái đời sống của mình? Và làm thế nào mình phải thưởng thức được những cái gì mà mình đang có? Có một cái ông nông dân, ông ở dưới quê, cho nên mỗi lần ông lên thành phố, ông mua hàng hóa về để bán cho những người ở làng, làng quê, thì ông phải đi bằng xe ngựa. Và vì cái đoạn đường rất là xa, cho nên mỗi lần ông đi lên thành phố mà mua hàng về thì ông chở rất là nhiều hàng. Và qua những cái đoạn đường trời nắng rất là mệt, và con ngựa thì phải vừa phải chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, vừa chịu sức nặng của những cái lô hàng ở trên xe. Nhưng mà cái ông này, ông muốn con ngựa này về đến nhà trước khi trời tối. Cho nên ông cứ đánh xe cho con ngựa này chạy. Bằng cách đó, là ông treo một cái bọ cỏ non ở trước mũi của cái con ngựa. Và ông cứ đánh, và ông cứ treo cái bọ cỏ non như vậy, thì con ngựa vừa khát vừa đói, cho nên nó muốn đến giành cái bọ cái cỏ non trước mặt mình để ăn. Nhưng mà nó chạy rất là mệt, nhưng mà nó không bao giờ để ăn được cái bọ cỏ non đó hết. Và nó mệt quá cho nên nó phải nằm xuống, không còn sức nữa. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đôi lúc chúng ta cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy không biết mệt mỏi là gì hết. Để khi chúng ta nằm xuống vì một cơn bệnh hay một tai nạn nào đó, thì chúng ta mới sực nhớ. Và đôi lúc không phải một lần, mà chúng ta phải vấp vài lần như vậy, chúng ta mới sực nhớ rằng mình bây giờ làm quá nhiều, mình bây giờ chạy theo quá nhiều, nhưng rút cuộc lại được cái gì ở đây? Khi chúng ta mới ra trường á, chúng ta vất vả lắm mới tìm được một cái công việc làm ổn định. Rồi phấn đấu lắm chúng ta mới vô được cái đồng lương nó đủ cái mức sống của mình. Rồi sau nhiều năm cố gắng, chúng ta mua được chiếc xe hay ngôi nhà. Và rồi đến lúc công việc chúng ta ổn định, thì chúng ta cũng chưa từ bỏ những cái ước mong của mình. Mình chưa cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ. Mình cần chăm sóc cái tâm, cái thân của mình. Mà chúng ta vẫn còn chạy tiếp, chạy nữa,
mình còn một chiếc xe còn chạy tốt, đi được nhiều nơi, nhưng mà mình vẫn cố gắng dành dùm mua một chiếc xe, đổi một chiếc xe mới hơn. Bởi đơn giản người bạn của mình nó mới mua một chiếc xe đẹp hơn, mới hơn. Mình đã có một cái chiếc điện thoại iPhone 4 rồi. Nhưng mà tháng tới đây là chuẩn bị ra iPhone 7. Cho nên mình phải phấn đấu làm sao phải mua được chiếc iPhone 7. Nhiều lúc trong túi không có đủ tiền, nhưng phải cố gắng làm sao để mua được chiếc iPhone 7 cho cùng bạn, cùng bè. Chứ không thì sẽ bị lộ thời. Cho nên cuộc sống của chúng ta cứ chạy theo hoài như vậy đó. Không biết mệt mỏi là gì hết. Đối với quý thầy, quý sư cô ấy, thì không có dùng iPhone và không có chạy. Mà quý thầy, quý sư cô thường làm những cái gì nó rất bình dị. Khi mà con qua bên Đức á, tham dự những cái khóa tu của sư ông tổ chức á, thì cứ mỗi buổi chiều như vậy á, là con thường đi thiền hành, xem những cái ngôi nhà ở bên Đức rất là đẹp. Có những ngôi nhà, có những cái vườn Nhật, có những cái vườn hoa rất là đẹp. Và con cứ đứng trước ngõ như vậy, con nhìn và con mỉm cười. Bởi vì con thấy có những điều nó rất là màu nhiệm. Có một cái ngôi nhà rất đẹp, có cái vườn Nhật rất đẹp, có những cái bông hoa rất đẹp. Nhưng con đi nhiều ngày như vậy thì không thấy người nào ở trong nhà họ mở cửa ra hay là họ ngồi đó họ ngắm những cái đẹp của nhà họ cả. Mà họ làm bởi vì họ có điều kiện và nhà bên cạnh họ làm đẹp, cho nên mình cũng muốn làm đẹp. Mình đang có cái không gian rất là đẹp, cả gia đình có thể ra đó ngồi chơi với nhau hoặc là ăn trái cây với nhau. Nhưng mà không, cứ một tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật như vậy, mình cùng rủ nhau đi shopping, đi ăn nhà hàng. Rồi về đến nhà thì mình mở cửa ra và phòng người nào thì mình về phòng người đó. Cho nên có những cái đẹp rất bình dị nó có mặt ở trong mình, trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng mà mình vẫn lãng quên như thường. Mình muốn đi tìm những cái gì nó mới, nó lạ. Nhưng mình càng đi tìm thì mình càng thấy càng mệt mỏi. Cho nên chúng ta sống trong đời sống hàng ngày ấy, chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy bận rộn, chúng ta thấy cảm thấy căng thẳng. Bởi vì chúng ta nghe quá nhiều. Chúng ta nghe quá nhiều những điều không hài lòng về nhau, quá những điều không tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta không có biết cách để chuyển hóa. Cho nên trong chúng ta ôm được những cái nỗi khổ niềm đau ngày một lần,
Cho nên chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nó hạn hẹp, nó khó khăn và nó nhiều thách thức. Chỉ cần mình trở về và chỉnh mình để trân quý những điều mà mình đang có, đó là một cái phép lạ rồi. Trên cái xã hội mà mình đang sống ở đây, mình phải nhìn, khi mình ra đường mình nhìn thấy có những con người không có nhà ở, không có cơm ăn đủ một ngày, hay thức ăn ba bữa cho một ngày. Có những người rất là chật vật khó khăn, nhưng mà mình có đủ cái đó, tại sao mình vẫn cảm thấy không có hạnh phúc? Có những con người họ sinh ra đã không có đôi mắt sáng như chúng ta. Có những con người họ sinh ra không có đủ hai chân, hai tay. Và có một cái lỗ tai để nghe chim hót, để nghe sủi reo. Nhưng tại sao chúng ta có hết, có đủ mà chúng ta cảm thấy đau khổ quá chừng? Bởi vì con người của chúng ta mãi chạy theo tìm hạnh phúc, mà chưa bao giờ dừng lại để nếm hạnh phúc. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cỏ ở bên đồi kia xanh hơn cỏ ở dưới chân mình, cho nên chúng ta mãi đi tìm kiếm. Chỉ cần một buổi sáng mình ngủ dậy, mình ngồi cho 5 phút thật yên mà thôi, không cần nhiều. Uống một ly nước ấm, ngồi 5 phút trước, thật yên, thở cho thật nhẹ nhàng, và trân quý rằng à, mình còn có rất nhiều, rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Ít ra mình còn có bạn bè, người thân, còn có đôi mắt, và sức khỏe của mình bây giờ vẫn còn ngồi để uống một ly nước cho bình an được. Nghĩ chừng đó và ngồi cho bình an thì hạnh phúc nó có mặt. Và cái ngày đó mình cảm thấy mình yêu đời hơn. Tối về cũng vậy, mình không cần nhiều, mình ngồi lại cho thật yên để mình nhìn lại những gì mà mình đã làm hôm nay. Mình đã có từng làm cho ai buồn, ai khổ hay không? Nếu mà buổi sáng và buổi tối mà mình làm được hai cái việc đó, thì mỗi ngày mình đều sống trong cái sự an lạc. Và mình biết mình cần làm gì cho cuộc đời này. Khi nào mà chúng ta thấy cơ thể chúng ta mỏi mệt ấy, thì thường chúng ta mới đi nghỉ. Nhưng đừng đến lúc để cho cơ thể mình mệt quá. Đừng để đến lúc sức khỏe của mình nó đi xuống quá và mình làm những cái việc mình muốn không còn được nữa, thì mình cảm thấy hối hận, cảm thấy luyến tiếc. Và mình hãy làm những cái việc gì mà mình thấy có ý nghĩa nên làm trong mỗi ngày. Để khi mình bận, để khi mình không còn minh mẫn, để một mai nào đó mình rời cuộc đời này,
mình cảm thấy không có hối tiếc được điều gì, không hối tiếc điều gì cả. Bởi vì những gì mình đã sống, đã làm trong mỗi ngày, nó có ý nghĩa. Cái lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó bình an. Thì cho dù ở hay đi, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Hãy trở về sống với, sống thật với chính mình. Để hiểu, để cảm thông những người ở xung quanh mình. Đó là một cái đoạn kinh trong cái bài Hiền Pháp Lạc Trú mà sáng nay con xin mạn phép chia sẻ cùng với đại chúng. Và chúc đại chúng mỗi ngày mình sống cho thật nhẹ nhàng, cho thật an lạc. Bởi vì cuộc đời này rất cần chúng ta, rất cần những con người biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chấp nhận. Nếu chúng ta làm được điều đó, thì không những người thương xung quanh chúng ta hưởng được lợi lạc, mà đất nước này, con người này, hành tinh này sẽ được lợi lạc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.